Bộ Giao thông Vận tải đã ấn định thời gian khai thác thương mại trước Tết Nguyên đán năm 2019, ngày 2 tháng 2 năm 2019. Qua tìm hiểu thực tế thì dự án này cơ bản về đích chỉ còn khoảng 6% khối lượng tiến độ. Các hạng mục còn lại đều là những hạng mục liên quan đến hoàn thiện, cần thời gian và kỹ thuật lắp đặt chính xác để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành chính thức. Theo Ban Quản lý dự án đường sắt, từ cuối tháng 11 năm 2018 đến nay thì dự án liên tục vận hành thử đồng loạt 13 đoàn tàu chạy suốt tuyến 12 nhà ga và chưa xuất hiện sự cố nào trước sự chứng kiến của nhiều người dân dọc đường từ ga Đầu Cát Linh, quận Đống Đa đến ga cuối bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Và đến thời điểm này thì 96% hệ thống công nghệ tại dự án gồm 12 chuyên ngành thiết bị và đoàn tàu đã được tổng thầu công ty hữu hạn tập đoàn đường sắt 6 Trung Quốc chuyển về Việt Nam và đã hoàn thành lắp đặt hơn 90% hệ thống các trang thiết bị.